Thì xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Bữa nay mình đi thăm lưới. Đi xuống sườn. Hôm nay mấy em cháu với lại có Thi Quỳnh với lại Điền á, con của em 2 với em 3 nha cả nhà. Đi theo để mà thăm lưới. Có cá gì? Có cá gì nấu cháo ăn. Thôi chưa đừng nói trước, đừng nói trước. Xuống từ 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 từ. Điền xuống trước đi Điền. Để vẽ xuống cái là lặt xuồng. Để xuống là khẩm xuồng. ai chống nha, con hâm lưới ai chống nha. Nè hâm đầu nào trước nè, tới 4 tay luôn đó. Thăm đầu nào? Thăm đây dài ra đi. Ở đây đi ha, có chai kìa. Chai thì thăm chai trước đi. Cái đó không? Cái đó không? Ừ. Tôi không có dầm hả? Không có dầm. Có cây đó luôn đi tiền. Đây đây có cây sao đừng có cây một nữa đi. Nè, lấy thêm cây này nữa đi. Có gì nó chổi qua chỗ lại. Đây đưa cái đèn này con đội cho. Đội đang gỡ cá mới thấy đường. Nè mất qua nè đó. Đây con cái sào. Thôi có cái xào bức lắm. Ừ. Đội đèn lên đang mà thăm cá cả nhà. Ở đây nè thăm dạng nha. Săn quần lên đi. Hôm nay là mấy hiếm cháu đi thăm cá buổi tối cả nhà. Xem thử có cá nhiều không. Thăm rồi để nữa ha, mà sáng kia thăm nữa. Thấy im gu gì trời. Ơi, mọi lúc người ta hâm cá dữ lắm nha, bà đi theo không có cá. Thiệt luôn á. Không có cá là tại hai cái này xui. Đúng rồi. Sao mà không có con nào chơi vậy cha? Hay là về bắt cá gô nhà ăn. Ôi có cá gô, cá gô, cá gô. Cá gô, cá gô. Anh chàng đẹp trai. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê nè. Chàng đẹp trai đó. Đây. Cá chết rồi. Chết hả? Chết. Không có sống. Chịu. Ừ. Đây. Xe, xe lưới. Xe lưới tàn tàn luôn. Này mới chết nè. Để ngoài gỗ đi ha. Cái làm cắm nó mới thùng. Dạ. Vũ nó ra. Gọi luôn rồi nè. Ngay khúc này nè. Chắc chắc không có đâu. Được không? Được được. Một con ăn ngủi. Đừng con ăn ngủi. Hồi đừng hôn nẹo gì nó chân giật có hai cái này. Ừ. Quặng dở ra. Quặng luôn rồi. Rồi 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 không có luôn. Không có con nào hết trơn á. Chàng đẹp trai mà cỡ vậy luôn rồi. Trời ơi, bữa nay ăn điện với Quỳnh đi theo xuôi gì đâu. Điền chợ mua đi. Không, Điền nó nói chắc bữa nay có chị Quỳnh đi theo. Ôi cá gô, cá gô. Cá gô. Chết rồi. Chết rồi. Ơi, chống im, đứng im. Dừng rồi. Nè, cá gô u nu ha. Bụng con nào cũng nấy u nu à. Đây. Nướng con được đấy, không cần nhớ. Ê, nè. Quá trời luôn rồi nè. Đắng hai con không kìa. Cá sặc, cá sặc. Không phải tại chị Quỳnh, tại cá không dính. Không phải, không phải tại chị Quỳnh này. Điện nó không phải tại chị Quỳnh, tại cá không dính. Nó thêm con cá gô nữa nè. Giao theo ha, mình ngồi mặn luôn ha. Này còn sống, còn sống. Để từ từ, từ từ. Vô thùng. Ôi nè nè. Nữa nè. Hai ba con luôn. Trời ơi. Tại khúc nó bù nó. Ngừng 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 ngừng, đừng chống nữa. Chết. Cá chết rồi. Em này sao đây? Em này ngấm cô đèo luôn. Cá sống nó
còn có nó mới chết á. Rồi tới em hai ơi. Nè dính nữa nè em hai ơi. Ơi cá này sống nè. Con cá gì? Cá gô phi quay. Tưởng đâu cá gô. Gô phi nó nị nị. Chết luôn rồi. Sống. Sống rồi. Dục nó đi. Rồi tới luôn. Tài xế ơi. Nó dính được nữa nè. Thấy không? Ủa, đâu phải đâu. Lộn rồi. Em cắn nó phải nó. Im cu rồi. Lúc này là xe chạy nhanh quá. Không có kêu dừng trạm. Hết rồi. Trời lưới lưỡi cao quá kìa. Không có đó, hồi nãy hồi sáng nước con kéo lên nó hơi cao rồi. Cao quá nó không dính. Hạ nó xuống mới được. Hạ xuống đi, chút đi hạ nó xuống. Quá cao rồi. Cao quá nó không dính. Hạ nó cắn lại nước lớn. Rồi. Một tay hả? Chưa hết tay. Tay dài. Dài lắm. Sao giờ này nó im ru rà rù vậy? Không, tại giờ cũng bọn bộn. Ha. Đựng con cá sống đó. Con cá lóc kiến. Máy bay, máy bay. Dính con máy bay. À, có cái gô kia nó sống cái gì ta? Lội lội tủm tủm kìa. Mấy bà cá lưu kiến này là xé muốn. Ôi chết bà không. Hai con cá gô luôn. Mặt con cá gì nữa đó. Sống sống em bà ơi. Đây. Có chăn không? Có. Chăn có chăn này. Một mình đấy. Một mình cá nó còn dướng cái đầu lại. Hai con sống rồi đó. Tiếp theo. Ôi con này sống nè, con này sống nè. Con này sống nè. Con cớ nó gì đó kìa. Đâu? Không có con ốc. Ốc. Tiện gỡ lưới ba bữa là banh cho. Không có. Nó đâm vô tay. Nè thấy không? Chảy máu luôn rồi nè. Nó đâm lưới. Lưới nó dính đầu bự, dính cá bự. Tại giờ là cũng bọn mà đó nha. Ồ, bị ốc dính nhóc cho nha. Ốc tưởng đồng cá. Dính đi bạn ơi. Vậy chùm nữa đi bạn ơi. Tối nay đãi cho thằng Điền với thằng Quỳnh nồi cháo hoành tráng ơi. Đi đông gì không có sợ ma cả nhà. Nè cá gặm. Ngân dừng tài xế ơi. Tài xế đi nhanh quá. Hết tay rồi đó. Sang tay mới nha bà con ơi. Nè có con cá ăn trước rồi kìa. Thấy không? Cá rô, cá rô, cá rô. Cá rô cái gì à? Nhảy vô rổ rồi sao thím ba? Giận nghe tài xế. Cá rô. Bỏ vô cổ nhảy bình vô. Rồi tới luôn. Vụ vô lúc trong lại. Quê này buồn ha. Nghe anh nương với ếch nhái kêu với tối nè. Thấy gậu hả ba? Quen này. Mà mới có chồng mới về xứ ta. Nghe anh Lương này kêu nhớ nhà khóc. Nhớ nhà khóc. Ngậu nó dính. Nè. Cá rô, cá rô, cá rô. Cá rô chết ngẫm rồi. Cá rô này chết chứ mình về mình mặn từ gối à. Mới chết. Mới ngợp. Cá rô nó cũng lâu lắm nó mới chết. Nó chết nhiều hả, nãy giờ gỗ quá chứ. Dạ. Nó chết nhiều. Cảnh yên liền. Tắt
Ồ, trăng bữa nay sáng ghê luôn nè. Trăng sáng soi mà không có cá nhiều. Ở sao mà không thấy cá rô phi luôn á? Ha. Ừ. Này trong con giúp mà cá rô phi lắm mày. Mà không có cá rô phi. Nè. Ôi ơi, cá rô nó bự nè. Dừng tài xế ơi. Tài xế dừng, tài xế ơi. Cá rô này còn sống nha tài xế. Từ từ tài xế ơi. Không, cá rô này nó quắn lưới dữ lắm. Quắn dữ lắm, gỡ. Phải xé mới được. Ngóng ngóc tua hết trơn mới được. Không ai mà không xé lưới hết trơn. Có cá linh á, dễ gỡ. Ừ. Cá chốt với cái này là rồi, xé tại bẹp. Ủa chết nghe rồi bây. Thời điểm đó đấy. Thời điểm đó để em coi chi tiền diễn. Cá gầm kìa. Cá gầm này còn sống. Cá gầm mấy người mà miền trên kêu là cá dầm. Cá dầm. Cá dầm. Mình đây kêu cá gầm mấy ông cử cái gầm kêu cá dầm. Cá dầm, cá dầm. Nó có cá nữa nè. Phải không? Không. Không, hai chị ấp. Hai chị ấp. Bắt ốc thì nấu cháo cũng được. Ốc này ốc gì ta? Ốc vô vàng không mà quê. Này ốc nhóc cha. Bây giờ gỡ được tí gốc. Ốc bùi vàng không? Ốc bùi vàng không à? Gốc trơn à. Này gì đây? Ốc nữa. Ốc nữa. Có gì đâu. Ốc không. Cá, cá rô dừng tài xế ơi. Cá rô này sống nha tài xế. Sống, sống. Sống. Cái này sống thiệt. Sống thiệt. Buông ra. Bóng nó muốn chết luôn. Sống thiệt. Cá rô này gỡ ra phải chặt luôn mới được. Nó đâm tay khủng khiếp luôn thấy ba. Ừ. Gỡ nó lỡ tay chứ. Ướt ướt nè, nó đâm. Trời trời nó cắn nè thấy ba. Dũng nó ra. Rồi tới luôn. Tới luôn. Dính nữa nè. Dính nè. Cá rô nữa, cá rô nữa tài xế ơi. Rồi, dính nữa rồi. Con này sống hay chết. Con này ngấm rồi. Ngấm rồi, chết rồi. Cá chết dễ gỡ, cá sống phải xé lưới mới được. Để nó nhảy rồi. Nó nhảy cái nó đâm một cái á. Nẹt. Nẹt đau lắm. Đã không điền, bữa nay đi đã không điền. Cái đồng không thấy ham ha. Ôi, còn sống. Còn sống. Chút xíu nó bung nó ra. Còn sống hay nó chết vậy? Bắt con cá cũng chết. Được. Không biết nó sống, sống hay chết không? Nữa. Bớt một cá cũng chết nữa. Không, chết ngắt rồi quên. Chết mà nó sống. Rồi tới luôn. Hình như là tới khúc này là hơi nặng rồi nè. Nào gồng nóng hay gì? Không có. Nó đụng sình này. Gồng nóng nè. Đụng sình này. Cái gồng không? Đó, hết rồi. Còn nữa, còn hai ba tay nữa. Nữa mà nè, cá sạc. Ngừng lại tài xế ơi, ngừng lại. Cá sạc này còn sống nha. Hình như là cá dính đằng kia kìa. Phải không? Có không? Không có. Này lớn nó nằm trên cao quá à. Ơi, mới đụng cá vậy ta. Nước á. Cá tối nước nó chảy. Mộng đặt nước ra vô. Ôi ôi. Ôi có cá gồm mời. Cá gồm bự. Cá gồm mời. Không biết sống hay chết nữa nè. Chết hay gì rồi. Chết rồi. Nãy sống mà đụng vô nó nhảy nhảy. Xua cỏ. Ôi cá gồm này bự quá trời bự rồi. Đâu đồng mình. Thịt nó dẻ lắm nè. Chiên xù ăn cũng ngon, làm gì cũng ngon, cá rô kho tàu. Đó. Này vũ lưới kìa. Lọc ra. Hồi đi qua bên kia luôn, có cái chai bên ngoài kia. Nó bị đùng mà, hồi mình kéo lưới trở thẳng ra đây. Ừ. Lưới này nó hơi dùng. Hết rồi. Đây, đẩy chống đi hôm nay. Chống tới đi. Cho nó tạo kìa, kể cái chai nè. Chai nó đùng thế. Cái này nó đâu có ấy đâu.
không có cây. Không có cây đủ. Cái này mình để bằng cái chai chứ không có để bằng không. Cái chai. Không. Cỡ chống thẳng tới luôn đi, hôm nay 23 lấy lưới ấy ra xuống ba. Ừ vậy đó. Đây từ nãy giờ là được hai tay lưới nha cả nhà. Trời cá gô bự bự không mà chết uổng ghê luôn hôm ba. Còn mấy con ốm nhóm nhất á thì nó sống. Thôi, đi qua bên kia đây chống ngược lại đằng kia hôm nay ơi. Nhiều là đủ nồi cháo rồi ha. Ừ. Dạ. Được cháo đó. Khỏi lo. Ở đằng đó nó có cái đầu á, mình thăm dài ra ngoài rồi mình bọc vô cái nữa là về đó. Tới rồi. Gỡ con cá đó đi. Con cá, để coi trong đây có còn con nào không. Được được, chống tới nữa nha. Dạ. Dính được con cá sặc đầu tiên. Đó. Được không hai? Tiếp luôn nha. Chơi. Giờ lấy cái mũi luôn hay chứ. Mũi nhọn. Không biết tay này ngoài ngoài mé nè, không biết cá nhiều không thôi. Để tay kia chặn hết. Đâu có, ở ngoài mé này phải nhiều hơn á. Cái kia mình dán trong giữa. Nhiều hơn mà sao không thấy con nào. Cá Rufi. Ngân. Rồi gặp chị Rufi này là xé lứ tanh tành. Nhắc tàu háo nè, tàu háo dãy vậy nè. Cô Phi sống dai lắm bà. Nó. Cá gô, cá gô. Cá gô chết rồi. Chị cá gô. Chị cá gô. Ngon ha. Cá gô vàng thật. Này nó đẻ nguyên bầy bắt tại con vợ chồng bắt lắm. Tại cái này biết sao không, xa mưa nè, cá dữ lắm luôn. Tới luôn mấy tài ơi. Nước ròng. Ủa nước lớn. Mùa nước nổi tới rồi kéo có cá ngon. Dạ. Mùa đồng. Lưới cá linh chứ giờ đâu có im bằng giớn đâu. Giớn nó mềm. Giớn như gì? Chỉnh ba lưới lại luôn. Hồi lưới này là phải kéo nữa nè. Mà sáng con đụng hết nó một khúc luôn. Dùng nữa. Nãy giờ mới có anh cá gô, hai anh. Hai anh cá gô, anh cá gô phi. Ít rồi. Mà vậy là nhiều lắm rồi. Còn ít gì nữa, tự giờ cũng có ký lô rồi. Ở đầu dặn hết còn đâu. Cắt cá. Ở đầu bắt nhiều bắt hết rồi. Đầu mà chứ lại. Ha tại không bạn. Ngưng. Tại hôm nay bà rồi đi heo suốt. Tôi chết. Bắt hết cá người ta nó thời xui. Cá gô. Nè. Cá gô. Ồ đang đấy nữa nè. Cá gô sống nè. Nó chạy. Trời nó vô lưới này rồi nó hết dễ gì mà văng nổi. Mới quả. Này nó đi theo bầy nè quê. Ừ nó ngủ đi chơi. Đi chung cô Vít. Thôi tụi mình đi dạo đi. Trời gác này mát quá. Đi vào đó đi gan như thiệt vậy trời. Dạo đó. Dạo rồi bị dính bẫy hết trơn. Đây cá. Phải mình thăm sớm chút xíu nữa em ha. Dạ không nhờ, tiền nó bắt hết trơn. Rồi tới luôn bác tài ơi, cá gô này chà bá nè. Sống. Vô thùng. Rồi tới luôn. Xe con khách đứng khai ngước khách. Xe đứng là bạn phải mừng chứ. Ừ, đi hoài là. Đi hoài là khách không có khách. Không có khách. Ê. Ê chết rồi. Đó,
hới rồi nè. Thấy không? Quả mới được có ba con à. Quả rồi. Hới cách thấy không? Ai đi Bình Dương, Cà Mau, Bạc Liêu gì đây? Không ai đi cho hới cách. Quá trời. Trời ha, hồi trưa hồi chiều mưa bây giờ ha. Trong xanh. Trong xanh, ngưng bát tay ơi. Khách này là khách gì đây? Khách gì đang khách cargo. Chị go rồi. Chị đi miền Tây. Chị go này đi miền Tây nè. Miền Tây rồi. Tới. Tới luôn. Trời ơi, tới rước đường chị rồi. Này rước khách này tốn tiền quá. Tốn xăng quá. Lâu lắm mới được khách. Điện cục ngồi ngồi đây. Ơi, đừng có thấy nùi nùi mà bỏ qua okay, nha. Ngon ngon khách cá gô sống. Đi miền Tây nữa rồi. Đừng chị đi miền Tây nữa rồi. Ổng núp ở trong đây. Lùm rác. Gã rác luôn. Ổng nói chỗ này có cái bụi mát, mát quá ông chui vô. Không nhờ có lưới chặt đông dính. Lớn nghĩ lẹo lại đầu này lẹo đầu kia lẹo rồi giờ bỏ đại luôn đi chứ sao giờ nó chui được nó chui ngồi kéo lưới thẳng ra là được rồi hết khách rồi hết khách rồi đó hết khách rồi tới bến này vớt em chót ơi tới bến rồi. Rồi. Đây đi Cà Mau, Bạc Liêu, Cà Bình Dương gì đi đi. Tới bến rồi, bệnh thẳng ở đây. Bệnh thẳng ra luôn nha. Ừ, thẳng nè. Hình như là thẳng hết lóc rồi, đứt luôn rồi quay. Ê, nhìn đi, dính, 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 dính. Rồi, buộc nè, buộc, buộc, buộc lại, buộc cái chai vô đó giùm chị. Buộc vô. Cộng lên cho nó trên viền á. Ừ, buộc lại. Buộc cái trên cái viền lại. Buộc vô, buộc vô, buộc vô lứ đi, buộc đại vô lứ đi. Ôi, bộn nha. Mạnh có nó bệnh cái tê ấy lứ luôn rồi. Bộn nha. Bộn nha, bộn nha cả nhà ơi. Nè. Quá ngon nha. Quá trời cá luôn rồi. Ừ. Có bánh cá sặc. Nồi cháo, nồi cháo. Ăn cá gô không nha. Ừ. Bọn tay cuối cùng nha. Tay cuối cùng chứ nhiều nhiều nha. Rồi, thôi đừng nói. Im đi, đừng nói. Nói cá nó chạy hết. Tới luôn. Đó 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 có lái đi rồi kìa. Có lái rồi. Dừng xe. Dừng xe có lái đi rồi. Cá gô, cá gô. Một em. Cá này chết. Bà biết sao chiều không? Quá. Hồi chiều á. Chiều chết còn mấy cá mới nó đi dính. Hồi chiều giống như nước lớn mình thăm á. Giờ nước ròng quá, sát. Cái này không thấy cá mà thấy trăng sáng quá. Ôi, dừng 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 xe, dừng xe, dừng xe. Có khách gì không có gì. Cá gô. Một em nó nghèo gần đầy gỗ để đi hoài sao em dừng lại nè hai em ủa một em mà em nữa cái gô 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 dính cái gô không ha gô phải không dính cá là tuyến giao thị vậy con nhận đất này không có cá phi á cá rô phi cũng có mà ít lắm tại dọn trống ra ngoài chứ cá phi vô lùm đó, đó, đó. Ơi cái gì đó ơi ơi cá rô phi mới nhắc trời phật cái ơi phi mới nhắc cá rô phi nè bà rô phi đi ra ngoài kia hả tới luôn tới luôn tài xế ơi để đi sáng thăm ôi 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 khoan khoan từ từ ổ cá rô phi bự hết sức nè. Ừ, trời ơi, mẹ nhảy nè, mẹ nhảy tận tận nè. Ôi, 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 rồi cho nó nằm dưới hang đó đi. Quên lấy gỗ đậy lại, hết hồn mà nhảy ha. Nhảy văng ra ngoài thùng luôn. Rồi tới luôn. Rồi ngừng xe. Ngừng lại tài xế ơi, có khách đi. Ngừng xe, khách gô nữa rồi. Nó một em cá rô tới luôn
Kè có anh gì đang trắng hẳn nữa kìa. Anh Go. Anh Go nữa kìa. Anh Chicago. Anh Go này sống nha, ngừng xe nha, từ từ. Anh Go này nó sống, nó nhảy tận lắm. Vô thùng tới luôn. Bác Tài ơi. Cũng tạm ổn ha. Ừ. Tại vì cá chết nữa. Mình thấy ít chứ. Nhiều lắm. Nồi cháo vậy là quá béo rồi. Không lẽ khúc cuối không vớt được con nào chót sao? Hết khách luôn rồi. Tới bến rồi. Gần tới bến đổ rồi bác Tài ơi. Ôi, trời ơi, được anh sống nè. Ủa anh chết rồi. Anh đang ngủ rồi. Sống rồi. Cái này sống. Rồi tiếp theo tục luôn. Ơi bà coi cái lưới nó ba sẹt. Ơi lơ mơ khúc này có nữa nè, nè thấy không? Anh Go. Anh Go vàng. Rồi. Hết khách. Chống thẳng luôn đi hôm nay ơi, cho thẳng về lưới luôn hôm nay ơi. Đang cho con bột vô này luôn, lấy cây này đi. Không, sẵn không? Chưa, còn đùng lắm. Rồi. Rồi chưa? Quấn vô ngoài. Ok. Rồi, rồi vô. Vô. Đâu coi thành quả từ nãy giờ đây. Vô mần cá nấu cháo ăn. Cá này ký mấy rồi nè. Đâu? Ừ. Ký mấy rồi đó. Ừ. Nè, còn cá rô sống nè. Cái sống kiếm mấy nữa. Ghê không? Thêm hai cái phi bự nữa. Rồi vô. Có vốn rồi, có vốn đi buôn rồi. Đây. Vô vô vô. À, coi hành quả rồi. Được gì đó. Bộn nha. Cũng bộn nè. Dồn lên nhiều lắm bộn ha. Dồn lên nhiều lắm. Mấy con cá sống nè. Để riêng qua đi. Ôi da. Này mình mặn nấu cháo ăn cả nhà ơi. Nấu cháo khuya. Vừa ăn cháo vừa ngắm chị Hằng. Rồi hết rồi đó, hai có mấy con sống nè, đây nè, đây nè. Lóc lóc lóc. Đây nè. Đó ông lóc còn đó nữa nè. Cũng được mấy con. Ngon ghê ha. Rồi hết rồi. Ơi, cắt cái đầu ngang luôn đi em hai. Cắt xéo luôn đi, cắt bỏ đầu luôn. Ừ. Rồi lỡ con này. Đây không cắt cho. Dưới vào đi. Con đó để hí đi. Không có, cắt xéo bỏ cái đầu luôn đi. Giờ này tối nha. Hím ba gan gạo nha em ba. Không đánh dãy trước dễ cắt lắm ba, đúng mày. Ừ, sao không được. Ấy đi, có gì lấy cây đánh dãy kìa. Dương ơi, con vô lục cây đánh dãy giùm chị ba Dương. Giờ mình ăn gạo hay cả nhà, mà mình nấu cháo mình ăn bằng đêm. Cái này cút con na không có ăn ngày được không bằng đêm. Mèo. Mấy giờ ngủ chưa mèo? Mấy giờ mới ngủ mèo? Con mấy giờ con ngủ? Trên 3 giờ. Trời ơi, 3 giờ mới ngủ luôn hả? 3 giờ mới ngủ luôn hả? Thức ăn trộm gì dữ hả? Ăn rồi cả nhà. Nhấc xuống nè. Nhấc để qua đây. Bắt nồi nước lên. Chờ hồi sôi hay đổ gạo vô.
vậy nè. Ồ, nước sôi nha, thả gạo vô nha. Chờ mấy giờ, chờ mấy tiểu thư nó mặn cá rồi cái mình thả vô. Mấy tiểu thư mà mặn cá. Rồi đó, đổ ra đi vô. Quên lấy cái giá. Nó cái mình lấy bầu mình nấu cháo bầu nha cả nhà. Hôm nay mình mà món mới nha. Nấu cháo bầu đó. Ai chưa có bầu ăn sẽ có bầu. Nói cho Quỳnh với ông Dương nghĩ ăn. Cho tiền nó khoái nó ăn nhiều, ăn cái bầu. Ăn có bầu. Rồi mình cá xong mình thả cá vô. Thả mớ đi ha. Thả mớ thôi. Nhiều quá ăn hết. Thẳng con đi. Mới thẳng hay con. Mình liêm đồ luôn. Con gì vậy? Quá rồi. Cháo đặc sắc luôn. Bữa nay nào nấu nồi cháo này, nồi cháo mới nè. Muỗng này biến mấy muỗng rồi. Muỗng có điếc nị à. Mặt ngọt không có muỗng luôn. Chơi chút không đó. Mỡ ngọt rồi nè. Mình sắc bầu, sắc bầu bỏ vô nồi cháo nha cả nhà. Cái này là ăn cháo thôi. Cháo bầu. Cháo bầu, ăn có bầu. Miếng hạt nêm. Còn thiếu đường nữa thôi. Thiếu đường. Thiếu đường. Sơn. Đó. Nhưng mà nắp cá cho nó nè. Thả bầu luôn nha cả nhà. Chuẩn bị dọn chén ăn đi nha. Cho bầu vừa chín tới ăn ngon bây giờ. Mà nấu cái bầu mới không? Bây giờ mình thả tim vô. Nhiều cho ấm bụng. Bụng cái ớt mình để vô nè. Rồi thì tới giờ thì cháo thì Hiếm Ba với Hiếm Hai cũng đã nấu xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ xin mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng cháo bầu cá gô Hành với lại cá gô phi với lại gia đình tiền nha. Rồi để giữa hay gì? Đó. Giúp cái chén nó qua đi. Hôm nay là qua bển đi. Mấy hiếm cháo đi hầm lứ nè. Được mớ cá. Chấm nó bánh tiền rồi. Ừ, để cái nồi ngay giữa. Mẹ làm xin đâu? Vô. Mẹ làm đâu? Để lại gì đi. Ai ăn thấy gì đi. Múc cho. Ừ, đựng xô nữa. Ừ, để thấy gì đi. Rồi, ăn gì đi. Nồi vô sao bà gấp cá. Rồi. Rồi mời cái nhà ăn. Mời cái nhà. Mời cô chú ăn. Mời cái nhà ăn cháo nhà ơi, cháo bầu, cá rô bầu. Rồi miếng ăn vô, giỏi. Vô. Ăn đi Điền với Quỳnh. Ăn đi cả, ăn gì vô. Mời cái nhà ăn cháo. Đi ăn cá không? Dạ. Con cá không? Ăn từ từ coi chừng mất xương nha. Mời cô chú ăn cháo. Dễ nạt nạt của nó. Cá nạt đó. Ừ. Ừ, ngon quá. Ngọt ghê. Cá rô kho nấu cháo bầu nè, ngon cá nè. Con biết là cháo rồi. Nè, chấm. Ừ. Ăn cháo đêm này ngon lắm mà nha. Dẻ cá cho bé Miu nè. Đựng xương luôn Hiếm Hai. Ngon hay ngọt. Ừ, bầu cũng ngọt. Nguyên cái bát đựng xương. Ừ. Cá đi Điền chứ Quỳnh. Ăn đi mấy đứa. Ăn đi cả nhà. Giống như cái bát nấu ăn chứ giống cái bát chị. Ngon quá. Ngon rồi. Nóng nóng với tối nè ăn là. Ừ, ăn đã nha. Ra mồ hôi, ra bệnh hết chưa? Ừ. Ngon Miu. Quá là ngon luôn đó gì đó. Bầu ngọt ghê ba. Ừ. Giòn. Ăn ngon. Này không cũng khỏi ăn cá cũng ngon đó. Ngon. Ăn cá vô.
Mình ăn chán đi con. Chán nhất cho nó ăn đi. Ăn nhiều vô. Mới gấp luôn á. Để mất cỡ nha. Có mì con cá ăn không kìa. Dương gấp tám dương. Không ăn cá hả? Ăn bầu không vậy hả? Nè giống có ấy. Giống được hả? Giống gấp thôi. Rồi con ăn lẹ lên đi nè. Cá rô phi chứ nó cháo ngọt lắm ba. Ừ, ngọt không? Cá rô lòng khỏi chơi à. Ủa cái này là gì kìa? Trứng. Trứng cá nó còn ăn ngon. Ăn đi. Trời ơi, trứng cá không ăn. Đưa muỗng mini cho bà ba nè. Nóng quá nóng rồi. Miêu muỗng mini nè. Nóng vậy ăn nó mới ngon. À, bà ba mà cho muỗng xíu à. Ăn đã chưa? Nè, muỗng bự nè. Con lấy. Con không có muỗng. Con hết muỗng. Miêu mà muốn bự mất là ba muốn nhỏ kỳ quá. Thì ở nhà con có muỗng nhỏ. Ngọt. Bà ba đòi ăn muỗng nhỏ, bà ba đòi ăn muỗng lớn. Muỗng nhỏ. Vậy là cá vậy là nhiều lắm rồi đấy ba ha. Ừ. Bữa nay cho hai đứa này đi theo bữa tối. Ban ngày không đi, đi theo giấc tối. Chanh ma. Giữ ma. Đúng mèo. Ông Tiền với chị Quỳnh theo giữ ma phải không? Ừ. Nè. Ngày chưa ra không ra bằng đêm đi. Giữ ma. Sáng đi đi trời. Trời này nó trời này đi. Ừ, ngon quá mèo dưa nha. Ngon quá. Mở nóng. Còn nguyên nồi cháo kìa. Làm gì gột dữ rồi đi. Ngon quá. Nấp gồng gồng nè. Ai có trứng không? Ai có trứng không? Ai đâu có trứng đâu. Điện với ông Quỳnh hết cháo rồi đây tao múc nè. Mày múc thêm nè. Con ăn trứng. Hồi nãy con không ăn vậy rồi. Cứ mẹ giật mấy cái gô quá. Thôi con nít ăn trứng là sẽ bị nổi mụn xấu quá. Con một cái. Dương. Cá này hay dẻ cá nha. Đó, khỏi đi thôi. Nó sợ mất xương lắm con cá. Cá nhóc trần rồi ăn đi. Quá chị nhiều nó ăn từ cấp chứ ý là nấu mấy con mà ăn hết giá tối này ăn ít rồi chiều mình ăn cơm mà giảm cân giảm cân mặn đi ăn cháo nó đâu có tăng cân đâu thôi ngon quá miêu ơi cháo á con ăn còn hai chén ăn hai chén ăn bấy ăn mấy vô đi ăn hai chén rồi ngon mà nó nóng thì cả nhà hôm nay đi thăm lứ á kiếm được mấy cá về á mấy em cháu nấu cháo bầu á cả nhà ăn rất là ngon luôn. Nếu mà cảm thấy hết video của gia đình Tiền hãy nhớ đăng ký và chia sẻ nha. Cảm ơn bà cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video. Còn bây giờ xin chào. Bye bye. Bye bye.